Kênh giải trí Toys for Children xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một robot khác trong bộ sưu tập Điều ước của Thỏ nhé. Và trên tay của anh Tom lúc này chính là chú Thỏ vui vẻ đó các em. Chú Thỏ rất nhỏ nhắn và dễ thương phải không nào? Ít phút nữa thôi chú sẽ biến thành một robot to lớn và mạnh mẽ đó. Bây giờ hãy biến hình nào Thỏ ơi. Củ cà rốt của Thỏ cũng sẽ biến thành vũ khí của robot. Cây súng này có ống nhắm luôn nè các em. Vậy là rất nhanh chóng, chú Thỏ vui vẻ của chúng ta đã biến hình xong rồi. Và đây chính là robot tia chớp. Robot tia chớp cao lớn hơn rất nhiều so với chú Thỏ phải không các em? Bây giờ chúng ta sẽ cho robot tia chớp biến thành chú Thỏ lại nha các em. Các em hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để không bỏ lỡ các video sắp tới của kênh Toys for Children nhé. Chú Thỏ dễ thương quá phải không nào các em? Trò chơi lắp ráp robot của anh Tom đến đây là hết rồi. Anh Tom và kênh Toys for Children xin chào và hẹn gặp lại các em nhé. Xin chào.